Có lẽ là chúng ta cũng sẽ bắt đầu cái ba bài còn lại trong buổi phiên buổi sáng ngày hôm nay. Thì nhờ các bạn Lý Tân mời các báo cáo viên chúng ta chuẩn bị. Thì để trước khi mà chúng ta đi vào cái phần thứ hai thì cũng xin phép ban tổ chức chúng tôi được thông báo lại một lần nữa là ngày mai lúc 6 giờ tại bãi biển Thùy Vân thì ban tổ chức hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay phối hợp cùng với công ty Servier sẽ tổ chức cái chương trình đi bộ vì sức khỏe, tần số tim dưới 70 lần trên một phút. Thì đây là một cái chương trình mở rộng cho tất cả chúng ta, từ báo cáo viên, người tham dự, các bạn kỹ thuật viên cũng như là tất cả những ai có quan tâm thì chúng ta có thể đến tại ngay từ ngày hôm nay chúng ta đến tại khách sạn Pullman để nhận áo và đăng ký tham dự chương trình. Bây giờ xin phép chúng ta được quay trở lại chương trình. Thì tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Cao Đằng Khang sẽ điểm qua cho chúng ta một cái chủ đề về phẫu thuật điều trị bệnh tim một thất. Thì trong cái phiên thứ hai, trong phần thứ hai này chúng ta sẽ có ba bài. Sau bài bác sĩ Khang sẽ là bài về gây mê hồi sức do bác sĩ Trần Thị Thanh Thủy, và cuối cùng cái phần cực cũng cực kỳ quan trọng đó là theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật phong tân do bác sĩ Hoàng Quốc Trung trình bày. Xin mời bác sĩ Khang. Từ cái thất chung đó nó sẽ được cái tim máu được bơm lên động mạch chủ và phổi cùng lúc, đó là tuần hoàn nó theo kiểu nối tiếp, nó khác với tuần hoàn song song của bình thường. Thì cái phần mà phân loại tim một thất thì cái phần này phó sư Lê Minh Khôi và bác sĩ Tuyến cũng như là các báo cáo viên trước đã nói qua. Chúng ta có thể sơ lược là phân loại ra mà cái tim một thất và chức năng về tim một thất về thực thể, đó là thường là hai cái van nhĩ thất là đổ chung vào cái thất thất chính, hoặc là trường hợp một trường hợp là tim một thất chức năng. Về cái bệnh sử tự nhiên, cho nên nếu chúng ta không điều trị thì cái nhóm tim một thất nó có cái dạng là nó có tăng cái lượng đường máu lên phổi. Nếu mà tăng cái lượng máu lên phổi thì như vậy nó sẽ làm gây suy tim xung huyết, làm tăng cái áp lực động mạch phổi, và thông thường là trong vòng 1 năm đầu tiên sẽ có 40-50% trường hợp là trẻ bị tử vong. Sau 1 tuổi thì thông thường là nó sẽ có tổn thương cái nhiều mô mạch phổi và gây cái tăng áp lực động mạch phổi. Thì cái nhóm này thông thường trước đây ở Việt Nam chúng ta gặp trễ nhiều, và gần đây thì may mắn là nó càng số lượng nó càng chẩn đoán sớm, cho nên là số lượng cái nhóm mà tăng áp phổi nó càng ít đi. Đối với nhóm tim một thất thứ hai và có cái lưu lượng máu lên phổi giảm đi, thông thường là có hẹp cái dòng máu dưới van, tại van và cái dòng máu lên phổi, thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện tím. Nếu mà trường hợp hẹp nặng có thể gây giảm tưới máu ở các cơ quan, trong trường hợp là nó có kèm theo là giảm cái lưu lượng máu hệ thống. Nếu tim một thất nó có kèm theo hở van nhĩ thất nặng thì nó có thể gây cái tình trạng là suy tim, hoặc là bất một số dạng biến chứng khác như là rối loạn về nhịp tim. Thì cái phẫu thuật mà để chúng ta điều trị tim một thất thì thông thường là chúng ta đều biết nó chia làm ba cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất thì tùy theo cái nhóm tim một thất nó là cái nhóm gì, nó thì tương quan giữa cái lưu lượng máu lên phổi so với cái lưu lượng máu lên động mạch chủ. Nếu mà cái lưu lượng máu lên phổi mà nó thiếu thì thông thường chúng ta phải làm cái tăng cái lưu lượng máu lên phổi bằng cách tạo cái shunt từ động mạch chủ lên động mạch phổi, đó là shunt plaque toxic cải tiến. Hoặc là chúng ta nếu lưu lượng máu lên phổi mà nó nhiều quá thì chúng ta phải siết bớt cái động mạch phổi lại để điều chỉnh bớt cái lưu lượng máu. Hoặc là đối với những trường hợp mà có tắc nghẽn cái tưới máu ra ngoài hệ thống thì chúng ta phải làm phẫu thuật Nordquist hoặc là phẫu thuật Damage Case Stent Sen để chúng ta đảm bảo cái việc tưới máu ra các cơ quan ở bên ngoài.
Cái giai đoạn thứ hai là chúng ta sẽ phẫu thuật Glenson, chúng ta sẽ có cái hình ảnh bên ngoài ở những slide sau. Cái giai đoạn thứ ba là chúng ta phải làm cái phẫu thuật kiểu như là phẫu thuật phong tan. Thì đối với cái chỉ định của cái phẫu thuật trong giai đoạn đầu tiên thì thông thường là đối chúng ta phải phẫu thuật rất là sớm ngay sau sinh đối với những trường hợp là nó có tắc nghẽn cái đường ra của cái tuần hoàn hệ thống. Đối với trường hợp mà nó có tím nặng là đa số là do hẹp cái máu lên phổi giảm nhiều, hẹp phổi nặng thì chúng ta cũng phải cần phải can thiệp sớm hoặc là bằng can thiệp để đặt cái stent ống động mạch hoặc là bằng phẫu thuật Peterson để làm tăng lưu lượng máu lên phổi. Đối với những trường hợp mà lưu lượng máu lên phổi là quá nhiều thì thông thường là chúng ta cũng phải làm cái siết vớt động mạch phổi như đã nói ở slide trước. Một nhóm trường hợp khác đòi hỏi chúng ta cũng phải giải quyết sớm để bảo vệ cái vùng mạch phổi, đó là những trường hợp mà cái tĩnh mạch, hồi lưu tĩnh mạch phổi về nhĩ và nó bị tắc nghẽn hay là bị hẹp. Thì cái hình ở trên chúng ta minh họa thấy là cái trường hợp là máu là từ cái thất chung mà nó lên phổi nhiều quá, ở đây thì đòi hỏi chúng ta phải phẫu thuật là siết bớt cái động mạch phổi nhằm mục đích là điều hòa làm giảm đường máu lên phổi, mục đích là để bảo vệ cái mà vùng mao mạch phổi cho cái phẫu thuật ở kỳ 2. Một cái trường hợp khác đòi hỏi chúng ta phải làm sớm đó là phẫu thuật nội cốt. Ở đây là được chỉ định khi mà cái cấu trúc giải phẫu của hệ thống tuần hoàn hệ thống là nó bị có hẹp cái động mạch chủ, cung động mạch chủ thì bắt buộc chúng ta phải thiết lập lại cái tuần hoàn hệ thống bằng cách là tái tạo lại cung động mạch chủ, rồi đồng thời là phải duy trì cái lưu lượng máu lên phổi bằng cái Peterson hay là bằng cái Sanofi. Một cái cách tiếp cận khác mà gần đây nhiều cái trung tâm có báo cáo khởi đầu từ ở bên Đức, đó là chúng ta làm cái kiểu tiếp cận live nhằm cái tránh là phẫu thuật nội cốt là một phẫu thuật là phức tạp được tiến hành cần phải sớm trong giai đoạn sơ sinh. Là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ duy trì cái túi máu ra ngoài ngoại biên bằng cách chúng ta đặt một cái stent vào ống động mạch để duy trì cái lưu lượng máu qua cái động mạch phổi. Lúc này là nó thường là nó sẽ giãn to và nó không có tắc hẹp và nó sẽ đi qua cái ống động mạch có cái stent này để nuôi máu ra ngoài ở phía trên và phía dưới cơ thể. Tuy nhiên đồng thời đòi hỏi chúng ta phải điều hòa lại cái lưu lượng máu lên phổi bằng cách chúng ta là siết bớt, bending nhỏ bớt hai cái nhánh động mạch phổi để làm sao mà cái khi mà cái kháng lực phổi nó giảm xuống thì cái lưu lượng máu lên phổi nó chỉ vừa đủ thôi. Thì cái hình ở đây là cái video nó không, cái hình ở trên cho chúng ta thấy một lần nữa chúng ta sẽ tái tạo cái cung động mạch chủ khi mà có hẹp chủ, hẹp cung động mạch chủ để nhằm đảm bảo việc tưới máu ra ngoài hệ thống. Và một cái minh họa của cái ống là từ Sanofi là một cái ống nối thường là không có van, được nối từ thất phải và qua cái ống nối này và lên cái chỗ chia của động mạch phổi nhằm cái đảm bảo lưu lượng máu lên phổi. Thì cái ống nối này là nó nhỏ thôi, thông thường là nó khoảng 4-5 mm thì nó đảm bảo cái lưu lượng máu lên phổi không quá nhiều và bảo vệ cái mạch máu phổi, đồng thời vẫn đảm bảo được cái oxy cho bệnh nhân. Sau khi chúng ta đã có những cái can thiệp hoặc là phẫu thuật ở giai đoạn đầu nhằm đảm bảo cho bệnh nhân có thể sống sót trong vài tháng đầu tiên thì đa số các trường hợp chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn thứ hai, chúng ta phải chỉ định làm cái phẫu thuật Glenson. Phẫu thuật Glenson ở đây là nguyên tắc là chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ bypass cái máu đen từ tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới để đổ về trực tiếp về phổi. Đó là giai đoạn thứ hai, thông thường là chúng tôi sẽ tiến hành cái chỉ định Glenson khi bệnh nhân từ 3 cho đến 6 tháng. Lúc này cái kháng lực phổi thông thường là nó đã được giảm nhiều, trở về như cái trạng thái bình thường và cái kích thước của động mạch phổi và cái kích thước của tĩnh mạch chủ trên
thì thông thường là nó bắt đầu phù hợp để cho chúng ta có thể tiến hành cái miệng nói tương đối an toàn, đảm bảo là không có hẹp và tắc cái miệng nói cũng như là ở phổi. Thì cái phẫu thuật này là một cái phẫu thuật, nếu chúng ta chỉ định đúng thì nó là phẫu thuật là cũng không quá phức tạp, nó chỉ là phẫu thuật nằm ở ngoài tim. Thường là chúng ta sẽ chạy máy tim phổi nhân tạo hỗ trợ mà tim vẫn đập. Chúng ta sẽ cắt rời cái tĩnh mạch chủ trên ngay chỗ tĩnh mạch chủ trên, đổ vào cái nhĩ phải và sau đó là tiến hành nối cái chỗ cắt rời của tĩnh mạch chủ trên này vào động mạch phổi bên phải theo kiểu tận bên. Như vậy chúng ta sẽ duy trì là một cái lancing theo hai hướng, có nghĩa là cái máu từ tĩnh mạch chủ trên có thể chuyển về động mạch phổi phải và cũng có thể đi qua bên trái. Thì cái hình minh họa trên cái này là được lấy từ cái bệnh viện Boston ở Mỹ. Như hồi nãy bác sĩ Tuyến có nêu ra vấn đề là nhiều trung tâm ở Bắc Mỹ thì có thể là người ta khi mà người ta làm cái phẫu thuật clean, ngay cả là có cái thân động mạch phổi, có cái nguồn máu tự nhiên từ tim lên phổi, nhưng mà nhiều trung tâm người ta cũng cắt rời cái thân động mạch phổi đó luôn. Thì nó sẽ có cái tiện lợi là mục đích là để lần sau chúng ta phẫu thuật không tăng thì chúng ta không có phải là xử lý cái gốc động mạch phổi lại, mà chúng ta chỉ tiến hành làm cái miệng nối trực tiếp vào từ cái ống ghép ngoài tim vào cái động mạch phổi luôn. Tuy nhiên là trên thực tế tại Việt Nam thì chúng tôi nghĩ là chúng ta có thể làm như cái trường hợp Pháp mà bác sĩ Tuyến có nhắc đến. Chúng ta cố gắng giữ lại một cái nguồn máu từ thân động mạch phổi để lên động mạch phổi. Mục đích là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết nếu mà một cái tuần hoàn bình thường nó phải có máu từ gan để lên phổi. Nếu mà chúng ta cắt cái nguồn máu từ gan lên phổi mà trong thời gian dài thì nó sẽ có khuynh hướng là giống như là thay đổi về cái biến đổi về cái mao mạch ở phổi. Nó sẽ tạo thành những cái dò động tĩnh mạch ở tại phổi và lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tính oxy của bệnh nhân. Thì đối với những nước Bắc Mỹ khi mà chúng ta trao đổi với họ thì họ nghĩ là họ sẽ theo dõi bệnh nhân rất là sát nếu mà họ tiến hành những trường hợp này, và sau đó họ sẽ chỉ định cái mổ ở thì thứ ba là phẫu thuật phong tan. Nó thường là nó đúng thời điểm, nó không bị quá trễ và họ kiểm soát được trong quá trình theo dõi bệnh nhân, thì thông thường là họ sẽ cắt rời cái động mạch phổi luôn. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ là ở tại Việt Nam thì chúng ta nên cố gắng giữ một cái nguồn động mạch phổi để vì lý do gì đó bệnh nhân có thể là sau cái phẫu thuật lancing bệnh nhân trễ, bệnh nhân không có phẫu thuật được phong tăng thì nó cũng tránh được cái biến chứng là nó bị dò động tĩnh mạch phổi. À, chúng ta nói vào cái phẫu thuật ở giai đoạn thứ ba thì cái phẫu thuật này thì thông thường là cái bước mà quyết định là về mặt tiên lượng của bệnh nhân và cái kết quả của tim mục thất. Đối với Việt Nam hiện tại là chúng ta tập trung vào cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành cái phẫu thuật gọi là phẫu thuật phong tan. Thật ra nó gọi đúng nó là phẫu thuật giống như là cái sĩ phong tan đã mô tả từ đầu mà thôi, chứ không phải là giống hoàn toàn như là cái phẫu thuật kinh điển từ ban đầu. Thì chúng ta có là cái phẫu thuật phong tan này là nó làm ở được trong tim, sau đó là nó được làm ở bằng ống ghép nhân tạo ở ngoài tim, mà hiện giờ đa số các trung tâm ở trên thế giới và tại Việt Nam mình cũng sẽ theo khuynh hướng này. Cái vấn đề mà chúng ta có mở cửa sổ hay không thì cũng là còn vấn đề mà tranh luận khác nhau, và thông thường là cái tỷ lệ tử vong theo báo cáo của nhiều trung tâm kể cả tại ở Việt Nam gần đây thì cái tỷ lệ tử vong là cũng đã giảm nhiều. Mặc dù chúng ta có thể mở rộng cái chỉ định phong tan cho nhiều cái nhóm bệnh tim mục thất, kể cả những nhóm bệnh tim mục thất tương đối phức tạp, nhưng mà tỷ lệ tử vong giảm, có thể nói là bây giờ dao động khoảng 5-10%. Thì để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về cái lượt đồ mà chúng ta quản lý bệnh nhân phong tan thì cái bước 1 chúng ta làm gì? Tùy theo cái lưu lượng máu lên phổi, chúng ta sẽ có thể làm ventilation hoặc là đặt stent nóng nội mạch, hoặc là chúng ta siết bớt cái động mạch phổi để giảm bớt lưu lượng máu lên phổi trong trường hợp không có hẹp phổi. Đối với những trường hợp mà nó có tắc nghẽn cái hệ thống, chúng ta có thể làm phẫu thuật Danopus hay là phẫu thuật Damoski Stansen, hoặc là như một số trường hợp là đòi hỏi là chúng ta có thể làm, để tránh cái phẫu thuật Damoski Stansen chúng ta có thể mở rộng cái lỗ hành thất. Thì cái này tùy theo cái lựa chọn của phẫu thuật viên. Chúng tôi thì nghiêng về cái phẫu thuật Damoski Stansen để
để làm sao thiết lập cái tuần hoàn hệ thống cho nó ổn nhiều hơn. Và sang giai đoạn thứ hai thì thường là từ 3 đến cái mốc từ 3 đến 6 tháng chúng ta sẽ làm phẫu thuật Glenson hay hoai hướng. Và giai đoạn thứ 3 thì theo các nước Bắc Mỹ thì họ khuyến cáo làm phẫu thuật Fontan sớm hơn, có thể là từ 2 tuổi, nhưng mà ở đây thì hiện tại ở tại bệnh viện Đào Dược thường là chúng tôi sẽ để khoảng 3 tuổi là tiến hành phẫu thuật Fontan. Thì cái tổng kết cho chúng ta thấy cái nhóm tim một thất, khi mà chúng ta nói tim một thất thì nó có nhiều cái nhóm bệnh nhân khác nhau. Những nhóm tim một thất mà người ta tổng kết thấy là có thể đi đến mà làm phẫu thuật Fontan nhiều nhất là như bác sĩ Tiến cũng có nhắc qua, đó là ở các nước Âu Mỹ nó lại là cái hội chứng tiểu sản tim trái, có nghĩa là khi mà họ đã điều trị qua giai đoạn 1 phẫu thuật Northwood hoặc là phẫu thuật Damaskate Tencent thì họ có kết quả tỷ lệ thành công nó cao, và cái nhóm này nó có thể đi đến cái phẫu thuật Fontan là nhiều nhất, lên tới 29%. Trong khi những cái nhóm thứ hai, thứ ba là thường gặp ở Việt Nam như là teo van ba lá, như là thất tim một thất do là cái thất chung hoặc là thất phải hai đường thoát, thì là mặc dù tiếm tỷ lệ nhiều ở Việt Nam nhưng mà đối với cái số liệu của nước Âu Mỹ thì nó vẫn là xếp ở phía sau. Nếu nói về phẫu thuật Fontan thì chúng ta nói về lịch sử như hồi nãy là Phó giáo sư Lê Minh Khôi đã có nói là cái phẫu thuật Fontan được tiến hành đầu tiên bởi bác sĩ Fontan vào năm 1968. Nhưng sau đó một năm 1971 thì bác sĩ Fontan mới báo cáo cái kỹ thuật của mình. Thì năm 2018 là bác sĩ Fontan là ba đời. Trước đó còn là bác sĩ Fontan có tham dự một cái hội thảo ở bên Mỹ và có trình bày để những cái bài báo cáo quá trình lịch sử làm sao mà phẫu thuật của mình. Thì cái phẫu thuật Fontan được tiến hành lần đầu tiên là được áp dụng trên bệnh nhân là teo van ba lá, và như cái hình vẽ mô tả nguyên gốc thì chúng ta thấy là cái kỹ thuật mổ nó hoàn toàn khác với lại cái kỹ thuật mổ mà chúng ta làm cái phẫu thuật giống như kiểu Fontan như bây giờ. Có nghĩa là lúc đó nó không có những cái ống nhân tạo, không có làm bằng ngoài tim, mà lúc đó cái ý tưởng là sẽ cố gắng chuyển cái máu đen từ tĩnh mạch chủ trên trực tiếp vào về bên phổi bên phải, và chuyển cái máu đen từ tĩnh mạch chủ dưới đi trong lòng nhĩ phải và theo cái thân động mạch phổi, hoặc là theo cái homograph để chuyển về hoàn toàn về bên phổi bên trái. Thì như vậy trải qua rất là nhiều cái thay đổi cải tiến về mặt kỹ thuật thì cái phẫu thuật Fontan đã lúc đầu đã áp dụng được cho đa số là các bệnh nhân tim một thất nhưng mà là teo van ba lá. Tuy nhiên chính vì nhờ những cái kỹ thuật cải tiến qua từng cái thời kỳ khác nhau cho đến cái kỹ thuật giống như hiện giờ mà chúng ta áp dụng. Một cái điều hết sức quan trọng là chúng ta thấy là tiêu chuẩn tim một thất khi nào là chúng ta có thể phẫu thuật được theo kiểu là Fontan. Thì 10 cái điều răn kinh điển của ekip của nhóm giáo sư Fontan ở Bordeaux đưa ra, thì cho đến bây giờ là qua nhiều cái quá trình mà chúng ta đã cải tiến kỹ thuật và làm sao mà tối ưu hóa được trước khi mà phẫu thuật Fontan, thì cho đến bây giờ thì đa số chỉ còn lại chúng ta đơn giản hơn, chỉ còn chống chỉ định hiện tại chỉ còn là thông thường là chỉ còn là 2 yếu tố thôi. Thứ nhất là thiếu cái chức năng nó thất mà nó kém, có thể nó kém vì do là van tim, vì do là cơ thất, vì do là cái tĩnh mạch phổi hồi lưu về nó bị ảnh hưởng, hoặc là trường hợp kháng lực mạch máu phổi mà trên 4 đơn vị Wood thì chúng ta chống chỉ định. Còn những trường hợp khác thì chúng ta có thể xem xét giải pháp, nó vẫn không là phải là chống chỉ định tuyệt đối. Cái slide này như là Phó sư Lê Minh Khôi cũng đã có một cái slide nói là chúng ta xem xét một số trường hợp tim một thất, tại vì nó là một cái nhóm bệnh nó rất là đa dạng, thì sẽ có một số bệnh tim một thất là tương đối thuận lợi cho phẫu thuật Fontan. Ví dụ như là bệnh nhân teo van ba lá, thì chúng ta thấy những cái nhóm nào, những cái nhóm mà thuận lợi cho phẫu thuật Fontan nó có những đặc điểm gì? Nhất là cái kháng lực hệ mạch máu phổi nó thấp, thì cái kết quả ngắn hạn và lâu dài của phẫu thuật Fontan là thường là nó thuận lợi. Cái trường hợp thứ hai là chức năng thất tốt, bao gồm có là cái van dị thất, thường là nó sẽ phải không có hở nhiều và không có hẹp.
Cái thứ ba là cái thất chung nó không bị quá tải về mặt thể tích hay áp lực, có nghĩa là cái tăng lưu lượng, tăng cái thể tích của thất hoặc là nó hẹp gây ảnh hưởng chức năng tâm trương, như hồi nãy bác sĩ Thuận có nói là nó đã được giải quyết từ rất là sớm mà không ảnh hưởng đến cái tình trạng của thất chung quá lâu. Và cái yếu tố thứ tư là nó sẽ không có nhiều cái sân chủ phổi và sân động kinh mạch phổi như lúc nãy bác sĩ Quốc có trình bày. Thì như vậy cái tiến triển của phẫu thuật phong tăng là nó là điều mà chúng ta thấy rõ qua cái quá trình phát triển của lịch sử. Cái việc tiến triển phẫu thuật phong tan thì chắc chắn nó phải dựa trên những hiểu biết về sinh lý tuần hoàn, sinh lý bệnh của cái tuần hoàn phong tan. Và cái việc mà áp dụng phẫu thuật phong tan trên những cái bệnh nhân tim bẩm sinh phức tạp, một thất phức tạp như là hội chứng tiểu sản tim trái, đặc biệt là hội chứng đồng dạng phải, đồng dạng trái, thì nó làm cho chúng ta có những cái góc nhìn và có những cái biện pháp để tối ưu hóa cái nhóm bệnh nhân này trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật phong tan, cũng như là có những cái hiểu biết sâu hơn ngày càng nhiều về các biến chứng lâu dài sau mổ và cái cách xử trí của những biến chứng đó. Ví dụ ở đây là chúng ta thấy một cái trường hợp mà nó có thể là nó thay đổi cái cách mà chúng ta phẫu thuật. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình đầu tiên ở trên là một cái phẫu thuật mà cái phẫu thuật viên làm phẫu thuật phong tan ở tĩnh mạch chu trên thì nối xuống động mạch phổi, và cái ống ghép thì cứ nối lên tĩnh mạch phổi, và hai cái dường như là nó cùng một hướng với nhau. Thì đầu tiên chúng ta nghĩ là chúng ta làm như vậy nó rất là dễ, nó rất là đơn giản, nhưng mà thật ra khi mà chúng ta có những cái nghiên cứu sâu hơn, ví dụ như về đo lưu lượng, về MRI, nghiên cứu về flow và nghiên cứu về tình trạng mất năng lượng, thì chúng ta thấy nếu mà ở trên thì đổ xuống, ở dưới thì đổ lên, thì nó sẽ có cái tình trạng là dòng máu nó xoáy, nó mất năng lượng rất là nhiều, và nó sẽ chia ra ở phổi, hai bên phổi là không biết như thế nào, và nó làm cho cái tuần hoàn phong tăng nó hoạt động kém hiệu quả đi. Thì cái việc mà hiểu biết về cái flow như vậy về mặt phẫu thuật, nó có thể giúp cho phẫu thuật viên là thay đổi cái mở. Chúng ta không có thể làm như vậy, chúng ta cố gắng là tạo một cái tình trạng là trộn máu, chúng ta có thể là làm cho hai cái miệng nối nó không phải là đối lập với nhau, mà chúng ta phải trong không gian ba chiều, thì một cái là trên xuống, một cái là ở phía, nó cũng là ở dưới lên nhưng mà nó nằm ở phía trước, để nó làm sao nó trộn máu ở ngay chỗ cái vùng nối này. Và từ cái tình trạng trộn máu như vậy thì cái máu chủ yếu là cái máu từ gan nó sẽ được phân bố mà tương đối đồng đều hơn về hai cái phổi, và người ta thấy cái tình trạng mà mất năng lượng nó sẽ giảm đi, và cái kết quả cái phẫu thuật phong tan nó sẽ ổn hơn. Hoặc là những trường hợp mà nó khó quá, có thể là người ta đề xuất là cái phẫu thuật phong tan nó là chia làm hai hướng như vậy, thì nó nhằm mục đích là nó phân bố máu từ cái mạch chủ dưới nó về hai cái phổi nó đều hơn. Thì chúng ta điểm qua các bước thay đổi về kỹ thuật của phẫu thuật phong tan trong cái quá trình phát triển lịch sử. Thì đầu tiên là cái bác sĩ phong tan chỉ có nối nhĩ phải vào động mạch phổi thôi, mà không có van. Rồi sau đó tiến hành nối cả hai tĩnh mạch chủ vào động mạch phổi. Vấn đề là nằm trong cái nhĩ phải thì nó lại làm ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là sau đó là chúng ta phải tiến hành là dùng cái ống màng ngoài tim. Như vậy thì cái nhĩ phải nó không có nằm trong cái tuần hoàn phong tan, cái nhĩ phải nó sẽ được bảo vệ, nó hạn chế được cái việc mà nhĩ phải tiếp xúc với áp lực cao dần dần của cái tuần hoàn phong tan, mà nó làm giảm cái biến chứng mà rối loạn nhịp sau mổ. Cái thứ năm là cái mở cửa sổ, đối với một số trường hợp phong tan mà có nguy cơ cao thì nó cũng sẽ làm cho cái kết quả phong tan nó sẽ ổn định hơn. Thì cái hình này, cái mô tả sơ qua, chúng ta thấy cái thay đổi về cái kỹ thuật phong tan trong quá trình phát triển lịch sử như thế nào. Tuy nhiên cho đến bây giờ chắc là chúng ta chỉ nên nhớ cái hình cuối cùng, bởi vì đa số các trung tâm là sẽ tiến hành theo cái phương pháp này, trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là cái tĩnh mạch gan nó đổ riêng hẳn về cái tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan đổ vào nhĩ phải ở hai vị trí xa nhau, thì có thể chúng ta cải tiến kỹ thuật một chút thôi. Còn đa số các trung tâm sẽ tiến hành bằng cái ống ghép ở ngoài tim. Thì thực sự hiện tại là cái ống ghép ngoài tim là vật liệu lý tưởng nhất á, nó vẫn là BTFE, cái ống là Gore-Tex. Nhưng mà cái ống đó hiện tại Việt Nam là chúng ta không có hàng, cho nên là các trung tâm ở tại Việt Nam là sử dụng một cái ống mà vật liệu khác, thì về mặt chất lượng nó không có bằng cái ống BTFE như là các trung tâm khác trên thế giới.
và có thể là nó sẽ sinh cái huyết khối nhiều hơn, cho nên là điều này dẫn đến chúng ta có thể là thay đổi cái chỉ định khi mà chúng ta theo dõi cái vật cung tan, chúng ta phải có thể phải sử dụng cái kháng đông mà thường quy hoặc là rộng rãi hơn. Thì cái hình trên mô tả cho chúng ta thấy cận cảnh hơn cái phẫu thuật cung tan, thì để tránh cái việc mà chúng ta làm cái miệng nối ở trên và ở dưới nó đối lập với nhau, nó làm mất đi năng lượng, thì thông thường là các bác sĩ phải đưa cổ viên phải đưa cái miệng nối ở phía dưới, nó nằm ở phía trước và nó sang lệch hơn về bên trái, trong khi cái miệng nối của tĩnh mạch chủ trên và đổ vào cái tụ động mạch phổi thì nó hơi lệch về bên phải. Cái lược đồ tóm tắt về cái quá trình mà tiến triển thay đổi kỹ thuật của phẫu thuật cung tan, chúng ta thấy là từ những năm 70-80 thì tỷ lệ tử vong còn rất là cao, 25% đến năm 1980 đến năm khoảng năm 1980 đến 1990 thì tỷ lệ nó giảm xuống, nhưng mà nó vẫn còn khá cao là 15%, cho đến mãi những năm 90 thì nó mới bắt đầu là nó thống nhất, tương đối thống nhất về mặt chỉ định, về mặt kỹ thuật là dùng ống ở ngoài tim, và cái độ tuổi mổ thì nó sắp xỉ khoảng từ 2 đến 4 tuổi, thì cái tỷ lệ tử vong thì nó được giảm xuống nhiều, bây giờ nó thống nhất nó còn khoảng 5-10%. Thì như vậy chúng ta thấy có cái nhận xét sao? Thứ nhất là rõ ràng cái phẫu thuật phong tan nó không phải là cái việc để cái tuần hoàn sinh lý của phong tan hoàn toàn khác cái sinh lý bình thường của một cái quả tim, sinh lý tim phổi bình thường. Thì cái kết quả mà cho thấy thực tế là đa số các trẻ mà sau cái phẫu thuật phong tan á, thì mặc dù chúng ta nói là không bình thường, nhưng mà những đứa bé này thực tế là nó có thể sinh hoạt động thể lực một cách nhẹ nhàng bình như là một đứa, tương đối như là một đứa trẻ bình thường. Và cái việc mà chúng ta theo dõi suốt đời và xử lý những cái biến chứng của cái sau phẫu thuật phong tan là một cái vấn đề rất là lớn, và ngày càng sẽ là một cái vấn đề mà có tầm ảnh hưởng nhiều ở Việt Nam. Thì cái phần này bác sĩ Trung sẽ báo cáo ở những cái bài sau. Và trên thực tế là không có nhiều cái nghiên cứu và cái kết quả lâu dài 15-20 năm trở lên của cái kết quả của phẫu thuật cung tan. Thì một trong những nghiên cứu mà tương đối dài nhất là đăng trên Circulation ở thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ sống sót sau 5 năm trên 261 bệnh nhân được phẫu thuật cung tan đó là 93%, và 10 năm nó là 89.9%, là gần 90%, và 20 năm nó là 82%. Thì như vậy cái kết quả đó nó cũng cải thiện rất là nhiều theo cái quan điểm của chúng ta nghĩ từ lúc đầu là cái phẫu thuật là tim một thất, là chúng ta đi đến phẫu thuật cung tan thì kết quả là nó không được tốt. Thì vấn đề theo dõi lâu dài của bệnh nhân sau mỗi phẫu thuật cung tan nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cái hình minh họa trên cho thấy một cái lược đồ của bệnh viện nhi ở Philadelphia, người ta sẽ theo dõi rõ ràng như thế nào sau mỗi 6 tháng, sau mỗi 2-3 năm thì chúng ta cần phải chú ý cái gì, chúng ta cần phải làm những cái nghiệm pháp cận lâm sàng gì. Thì cái phần này chắc chắn chút xíu bác sĩ Trung sẽ báo cáo cho các thầy cô và các bạn. Rồi, chúng ta thấy là phong tan như vậy, chúng ta báo cáo hiện tại cái tỷ lệ thành công nó cao, nhưng mà thật sự là nó cũng có nhiều trường hợp nó gọi là phong tan nó thất bại. Thì một cái báo cáo theo dõi thời gian rất là dài mới cập nhật gần đây trên số lượng lớn bệnh nhân phong tan, chúng ta thấy là cái phong tan nó thất bại là cũng tương đối nhiều. Mà hiện giờ trên thực tế đa số các trung tâm ở Việt Nam chắc chắn là sẽ gặp nhiều trường hợp như vậy. Nếu tính riêng về mặt phong tan mà thất bại á, nó có thể nó liên quan tới rất nhiều yếu tố. Nếu chúng ta tính riêng về nội khoa, có thể liên quan tới là tình trạng thất, đặc biệt là một như nhiều tác giả đề cập cái thất đó, nếu là cái hình dạng là thất phải thì nó cũng sẽ suy giảm dần, thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào. Rồi theo sinh lý tự nhiên là cái kháng lực phổi, khi mà bệnh nhân lớn lên là kháng lực phổi nó tăng lên, nó ảnh hưởng đến cái tuần hoàn phong tan, thì chúng ta có thể thuốc men gì thay đổi hay không, nó cũng là một cái vấn đề lớn. Rồi vấn đề về loạn nhịp là chúng ta phải xử lý như thế nào, vấn đề về bệnh nhân khi theo dõi lâu dài nó có những cái bất thường về tuần hoàn, về lymphom thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Thì ngày càng có nhiều cái nghiên cứu mà tập trung vào những cái vấn đề này. Riêng cái phần ngoại khoa, đối với trường hợp phẫu thuật cung tan và thất bại thì chúng ta sẽ có những lựa chọn, là một là chúng ta
ở đây thì nó không có đủ. Một là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta mở rộng cái cửa sổ, bởi vì tại bệnh viện đại học dược chúng tôi cũng đã bắt đầu gặp một số trường hợp mà phong ten nó thất bại, ví dụ như là thất bại ở đây là tuần hoàn nó không được ổn, ví dụ như bệnh ruột mất protein thì chúng ta xử lý những trường hợp như thế nào, thực sự nó cũng là một cái sự mà đau đầu. Thì chúng ta có thể là check down, có nghĩa chúng ta phá bỏ tuần hoàn phong ten và chúng ta trở về cái lancen bình thường thôi, hoặc là một số trường hợp mà sau theo dõi là cái van nhĩ thất nó có vấn đề thì chúng ta phải mổ lại để chúng ta sửa, thậm chí là thay van, mặc dù chúng ta biết như vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng thất và cái tiên lượng của nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Hoặc là nhiều trường hợp là chúng ta cần phải dùng các dụng cụ hỗ trợ thất, thì ở nước ngoài thì một số cái trung tâm lớn thì họ đã phát triển cái này rất là nhiều. Tuy nhiên là cái việc mà hỗ trợ thất nó cũng là tạm thời, và nhiều trung tâm điển hình ví dụ như ở Stanford là họ đã có chương trình để ghép tạng, ở đây là ghép đa tạng, bởi vì đa số là sẽ bị hư cái khang và kể cả hư cái phổi, mà có khi nó là triple ghép cả ba tạng luôn. Thì thật sự là cái này nó chỉ có thể được thực hiện ở một vài trung tâm lớn trên thế giới thôi. Cái này Việt Nam mình chắc cũng khó mà có thể tiến hành được trong thời gian ngắn. Chúng tôi được phép kết luận thứ nhất là cái phẫu thuật phong ten là chúng ta thấy nó là một cái bước tiến của tim bẩm sinh, nó đem lại cái kết quả khả quan cho một cái nhóm bệnh tim phức tạp, nó là tim một thất. Tuy nhiên là đây là không phải là phẫu thuật triệt để, mặc dù kết quả nó tốt nhưng mà nó còn nhiều vấn đề sau đó để chúng ta theo dõi và xử lý. Và với những cái tiến bộ khác nhau về nội khoa, về can thiệp, về sinh lý bệnh, thì cái kết quả phẫu thuật phong ten như vậy là nó đang được cải thiện tốt. Tuy nhiên nó còn nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết để mà cải thiện hơn nữa cái kết quả dài hạn của phẫu thuật phong ten này. Và xin cảm ơn các thầy cô và quý đồng nghiệp. Rất cảm ơn cái phần trình bày rất là chi tiết của bác sĩ Khang.